thấy chưa? Thiếu chưa bảo luôn cho luôn được, chỉnh luôn đi. Xấu nhà đây, xấu nhà đây, xấu nhà siêu nhiều luôn. Chín người xem rồi. Xin đại cố hết giai đoạn mới được mà. Ủa? Xin thấy đúng kèo xin. Ủa xong đi chơi mà đâu ai cho xin về đâu. Không cho xin về kìa. Không cho xin về kìa. Yêu xin thấy còn gì. Ủa, học gia đình ở bên kia rồi. Khoản gặp của chứ ba lấy cho em. Anh có uống xin có trời chẳng có đi nào cho xin chạy mà. Em hả? Em đâu uống được đâu. Em không có biết uống rượu đâu anh. Nhỏ giờ uống rượu bao giờ đâu. Hello, xin chào các bạn. Mọi người vẫn chưa đi ngủ à? Hình như là mình phải nói lớn lên thì mới áp được tiếng ở tiếng ồn đi. À, chị đang ở 107 Lê Thị Riêng. Mọi người hỏi ở đâu thì mình trả lời thôi. Xấu hổ quá. Khách khứa gì mắc cười quá à? Đã ăn cơm chửi bao giờ chưa? Chưa. Sắp có rồi đó. Phường Bến Thành quận nhất. Kệ người ta. Kỳ ghê. Vui quá vui quá. Xin chào các bạn trong fan club của mình. Ủa lúc nãy có bạn Vũ Hiền á, bạn ấy nói với chị là cho bạn ấy vào trong fan club nên mấy đứa cho bạn Vũ Hiền vào cho chị với. Trang đẹp quá, lúc mấy bạn kia đi lúc ai. Hôm trước chị lúc cả đám rồi đó. Lúc ai nữa. Con xuống mà con xem cái gì. Con mất cái gì. Tụi em đợi tỷ lai đến giờ hả? Cưng quá vậy hả? Má mây quá đi các bạn. Đúng rồi, đang ở má mây đó. Ai nói giảm âm. Lòng điều quá sâu. Tú ơi ra đây chơi với chị đi Tú. Chị đang ngồi quán này Tú. Em đang ở đâu đấy? Hôm trước yêu mọi người, ngoài người đã ồn quá nhỉ? Nghe thấy gì không? Đây là bút đây à? Em à, xin anh qua tài chân dài, không phải đưa ra cái gì. Chị nói nhỏ hơn mọi người đúng không? Mọi người nói to quá. Hay chị ra chị đuổi khách nhá. Mọi người có đồng ý không? Để cho ra chị đuổi bớt khách đi cho nó. Ra đuổi bớt khách để cho nó đỡ ồn. Cho mình live stream mình nói chuyện với nhau. Để chém gió tại chợ cái gì? Tại chợ nước suối à? Tại chợ sao? Live stream đi. Ừ, nghe không phải không hợp lý phải tham gia
Ví dụ như mà anh order anh nấu măng thì em sẽ dành cho nó măng. Đấy kiểu vậy, bánh trứng chiên. Một phần để cho nó ăn thôi. Ví dụ bánh trứng chiên thì bánh trứng chiên thì sẽ dành cho bông. Dám đuổi khách Hoàng ơi, mọi người đang bảo là ra quán Hoàng ăn đây này chứ không phải quán em nữa rồi Hoàng ạ. Chắc quán chị đông lắm nhỉ? Đông, siêu đông luôn, 4 mét đông không thì ra đây mà xem. Cả thế giới ra đây mà xem. Như con điên. Tất cả thế giới ra đây mà xem. Đông lắm. Ăn cái gì là phải nhắn tin cho chị order trước. Không có đồ ăn đâu, chị bán hết. Đây là chị bán một phần thôi nhưng mà chị ăn 3 phần thì chị ăn hết. Mốt tụi em kéo qua đáng ghé quán tỉ có ngồi chung với tụi em không? Ngồi chứ, xong rồi. Đúng rồi, nhà hàng của chị, đi qua đây với chị. Tú qua chưa Tú? Ngồi con. Em hóng chị đến giờ hả? Con. Ơi em đây. Cái gì thích em quá vậy? Ăn ngô chiên đi, đừng ăn tóc mỡ. Xem phim Lời Nguyền Gia Tộc xong bị hình ảnh của Trang áo mấy ngày luôn. Chỉ có đi xem thôi mà còn bị ám hả? Chỉ có biết là trong lúc quay cái phim đó thì Trang còn bị ám đến cỡ nào không? Ám mà hả? Không dám nhìn mình trong gương luôn. Về nhà soi gương làm biếng coi. Sợ lắm. Tùng ơi, ra đây ăn không Tùng? Tùng qua Mã Mây ăn thì Trang mới qua lẩu giấm bỗng nha. Có chị ơi, tí em chạy qua luôn nha. Ok, chị ngồi đây đợi Tú nha. Có bán mì gõ không à? Món đấy chưa biết nấu, để tập nấu nha. Địa chỉ quán em ở đâu? Địa chỉ quán em ở 107. Anh ơi, có người hỏi địa chỉ rồi đấy. 107 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận nhất. Rất là đông các bạn đây này. Cho xem một vòng, các bạn đang ngồi ăn uống tụ tập nhá. Đây, để em cầm điện thoại lên. Đó. Đó. Bên kia là anh đạo diễn anh quay phim. Đây là khách này áo đỏ cho ăn quần đồ thôi đang chuẩn bị. Đấy, đông khách chưa? Công ơi, công chào các bạn đi. Hai. Cứ bong bong. Giống bong bóng sau lưng. Người ta nhìn thấy rồi. Cầm cao như này, ngang cho chị đi. Đấy, cầm như này đẹp hơn, kể kia thấp quá. Cầm này đẹp hơn này. Ok. Kasim Hoàng Vũ, đi qua đây chơi không anh ơi? Em đang ở quán nè. Xấu quá. Sao em cầm xấu hơn chị? Có tâm một chút, cầm thì phải nhìn vào xem nó như nào. Để xong người ta còn chỉnh. Quán bát mì gõ hả? Các bạn bảo là mở quán bát mì gõ hả? Trời ơi. Bình thường thì nhìn cũng thấy sợ rồi đấy vì đẹp quá mạng. Ai mà không bị ám ảnh với hình ảnh của Trang chứ. Quán vui lắm. Tùng ơi, em mở đến sáng. Anh cứ đi đâu chơi về qua đây ăn với em. Hoặc không có em ở đây thì báo trước rồi em đi đâu rồi em ở nhà em chạy ra. Đang cầm sống quá Tăng ơi. Em cầm vào cái chỗ này này.
Voi có nhìn thấy bóng dáng của ai sau lưng em không? Hai bạn này ngồi cạnh nhau á, mà thấy lì lộn lên, bây giờ phải toàn thấy giọng của mẹ công thôi. Hôm trước thì không biết là có Lan Anh ở đây không nhỉ? Lan Anh Đỗ đã tham gia. Này Lan Anh ơi, hôm trước nhắn tin cho em hỏi giảm cân em lấy về rồi cho chị rồi đây này. Có uống không? Có quyết định là có uống không? Quyết định là giảm cân chưa? Hay là sợ lại giảm thì lố tay xong là chồng lại chê cho? Hả? giảm cân xịn, giảm cân của Thái. Em muốn đợt lúc em béo cơ, còn bây giờ em cân nặng ổn định rồi, em không uống nữa. Đấy, nhưng mà hôm chị nhắn tin thì đây em lấy cho em uống sau kìa. Lấy cho em uống đây, tiện mang đây ra cho mọi người xem. Nhìn nó bị ngược đúng không? Ngược đây là mọi người sẽ không đọc được cái chữ này là chữ gì. Em đọc cho chị nha. Đề ma fitness, còn bên dưới là toàn tiếng Thái thôi, không đọc được. Lý do vì sao để là toàn tiếng Thái thì đấy là vì sản phẩm được nhập khẩu từ Thái Lan. Sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan, một bệnh viện rất là danh tiếng ở Thái, thế nên là các chị cứ yên tâm sử dụng. Chị lấy thì em nghĩ là liều lượng của chị uống thì chị uống một bịch, hai bịch, hai gói đi. Hai gói là sẽ có tác dụng. Chị uống không? Bây giờ đang bao nhiêu cân rồi? 65-66 cân là quá mập. Phụ nữ mà để 65-66 cân là chết dở, biết hơn mình 65-66 hơn mình 20 kg, không đùa đâu. Em đố cả nhà đoán được cho bao nhiêu ký, đoán đi. Đố đoán được em bao nhiêu ký? Thuốc gì uống cho vòng một căng tròn? Thuốc làm đẹp vòng một à? Thì vòng một thì không có thuốc làm đẹp, nhưng mà cho không tin tưởng vào mấy cái mà nó để cho lại kết quả nhanh như thế. Chỉ có chế độ ăn uống với cả tập tành của các bạn thôi. Chiều nay đúng không? Trang mới có chia sẻ được một bài viết của báo Dân Việt và báo 24 giờ về cái vụ tập tành thể dục thể thao, tập gym cho nó tăng cân với cả giảm cân theo chế độ của mình. Nếu như mà ai mà hơi lười tập một chút, hoặc là nếu như mà không có thời gian để tập, thì mọi người hãy sử dụng thuốc giảm cân. Đúng rồi Trang Nguyễn ơi, chị thuốc giảm cân đấy ạ. Tại vì hôm trước chị có một chị bạn thân vào nhắn tin cho chị là biết là thời gian trước chị có hơi mập một chút, hơi lừa cân một chút, nhưng mà tập mãi thì không xuống được. Chị vào chị hỏi chị là uống thuốc giảm cân gì, thì vừa lúc hôm nay chị lấy thuốc giảm cân mang ra quán cho em chị, thì chị cho mọi người xem đây. Đúng rồi, người đoán 45 mình đoán 46 đúng rồi. Lúc nào chị cũng chỉ ở mức đấy thôi, lúc nào mà chị gầy thì 45 cân, có lúc xuống 44, nhưng mà lúc chị béo thì cũng chỉ lên là đến 46 cân thôi, chứ không có thuốc tăng cân không chị. Thuốc tăng cân thì ăn nhiều vào cho nó tăng cân, ăn nhiều với cả tập tành vào, chứ còn tăng cân thì chị thấy là tăng cân thì dễ, con bé thôi, tăng cân thì dễ nhưng mà giảm cân thì mặc khó đấy. Tăng cân thì dễ, mới giảm cân mới là khó. Thế nên là giảm cân thì lại vừa lại phải nhịn ăn rất là khổ sở, đúng không? Mà nhất là những người mà kiểu có tình yêu với ăn uống ấy, thèm ăn nữa mà phải bắt nhịn ăn để giảm cân thì chắc là chết mất. Thế nên có cách là mình vừa ăn uống nhưng mà kiêng ăn đồ béo đi, đừng ăn đồ béo nữa, đừng ăn đồ chiên xào, đừng đồ ăn đồ dầu mỡ. Chị nào cũng ham hố ăn cơm, ăn nước, ăn tinh bột nhiều thì cũng thì
cũng bớt bớt đi một tí, đừng ăn. Với cả ăn đêm nữa, ăn đêm cũng làm cho mình béo. Thế thì đừng ăn nữa, và đặc biệt là tìm một số sản phẩm không phải là thuốc mà là sản phẩm hỗ trợ mình để giảm cân. Thế nếu mà tìm được thì tốt. Mình có câu lạc bộ dành cho những ai muốn giảm cân và tăng cân đấy. Các bạn có cả câu lạc bộ để tăng cân và giảm cân đấy. Chị cao 1m bao nhiêu? Chị cao 1m rưỡi. Chị có một phẫu thuật thẩm mỹ không? Chị phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân, kể cả móng chân móng tay, phẫu thuật hết, chỗ nào cần phẫu thuật hết. Thuốc mua ở đâu và giá bao nhiêu ạ? Trang ơi, thuốc này mua của bé Duyên. Bé Duyên là chị vừa cảm ơn đấy, tại vì hôm nay bé Duyên đã gửi thuốc này sang cho chị để chị đưa cho em chị uống. Thì bé Tạ Thị Ngọc Duyên chị vừa mới tắt ở trên cây caption của mình đấy. Bé Duyên thì đã bán chuyên về thuốc giảm cân 4 năm rồi, và là thuốc nhập nước ngoài nữa nên là mọi người yên tâm. Và đặc biệt là bé Duyên thì có rất là nhiều loại phù hợp cho các bạn, kể cả những bạn mà mình sử dụng qua nhiều thuốc giảm cân rồi mà đến bây giờ vẫn chưa giảm được, thì qua tay bé Duyên thì sẽ giảm được. Đấy là bé Duyên nói với chị thế, hứa cam kết với chị thế, và đã giảm cho bạn chị rồi. Với cả dành cho những người mà sử dụng nhiều loại thuốc, hoặc là những có cả người mà chưa sử dụng bao giờ, sử dụng lần đầu tiên, thì là tốt nhất là các bạn chưa sử dụng qua bất kỳ một loại thuốc nào, thì cơ thể của bạn nó sẽ thích ứng rất là nhanh với là thuốc của Duyên. Còn nếu như mà sử dụng nhiều lần rồi thì mà vẫn không giảm cân được thì nhưng mà nhớ là phải kết hợp với cái chế độ ăn uống mà chị vừa nói đấy, chứ mọi người đừng có ý là mình đang sử dụng thuốc giảm cân rồi xong là ăn uống quá trời tạt ga lên thì không hỗ trợ đâu. Tại vì vừa uống thuốc xong lại ăn lại nữa, phải hỗ trợ cho thuốc một tí, bớt ăn đi một tí, nhưng vẫn ăn đầy đủ. Thế nhưng mà ăn bớt lại những cái chất làm cho mình béo thì sẽ tốt hơn. Trai như nào em cũng thích. Chị nói xạo, chị có 1m rưỡi hả? Đúng rồi, chị nói xạo đó. Son của chị xài là son đâu rồi? Ba chị em đó, son còn em ngồi im đi. Son ba chị em của cô Lily Luta. Lộn, Lily Mark. Có mấy người vô văn hóa chị chặn đi, lát nữa chị chặn. Chưa, bây giờ chị đang nói chuyện với các bạn, không có thời gian để đi chặn. Không có thời gian đi chặn Facebook, lát nữa chị sẽ chặn hết, yên tâm. Bớt ăn thì đói lắm, đồng ý là bớt ăn thì sẽ hơi đói một chút. Thế nhưng mà cố gắng, tại vì nhịn đi một tí còn hơn là bị tăng cân mà không kìm hãm được. Chị thì chả biết là mọi người quan niệm thế nào, nhưng mà chị thì chị thích ốm một chút hoặc là vừa một chút, chứ chị sợ những người béo lắm, nhìn nó cứ kiểu gì ấy. Nhất là mũm mĩm thì cũng dễ thương, nhưng mà đừng để cho tăng cân nhiều hoặc là đừng để béo quá. Nghĩa là mặc đồ đẹp đúng không? Béo béo mặc đồ nhưng không dầm mỡ. Béo béo mặc đồ nhưng không dầm mỡ đâu đẹp đâu. Với cả thứ hai là ì ạch, và thứ cả thứ ba là béo là sức khỏe không tốt đâu nhá. Béo là có bệnh đấy, nhưng không phải là béo phì là có bệnh đấy. Chị nói tiếp về cái sản phẩm hợp lý. Đặc biệt hơn là thuốc của Duyên ấy, thì đặc biệt hơn tất cả những cái loại thuốc giảm cân của các bạn khác, đấy là trong thuốc của Duyên thì có thành phần detox cơ thể, tức là thải độc ra ngoài, thế nên là không bị nóng, da thì không bị sạm, không gây nóng mà rất là đẹp da. Tại vì các bạn biết là cái cơ chế để detox trong cơ thể thì rất là quan trọng. Không biết là mọi người thì thấy thế nào, nhưng mà chị thì Trang thì thường xuyên detox trong cơ thể, cả trong gan, cả uống thuốc để lọc gan, detox cả bên trong cơ thể lẫn ngoài da, và tẩy tế bào chết. Nói chung là chăm sóc từ A đến Z. Uống cái thuốc kia xong
là không ăn được luôn đấy chị ạ. Đấy, nếu mà như thế, các bạn nói như thế thì tức là các bạn đã có sử dụng qua rồi đúng không? Thế nên là các bạn biết đúng không? Thuốc thì khi mà các bạn uống vào và các bạn vẫn ăn thì nó sẽ không có tác dụng nhiều. Nhưng mà cái thuốc uống vào mà làm cho bạn có cảm giác như là không còn muốn ăn nhiều nữa, không còn thèm ăn như lúc bình thường nữa, mà lại là vừa detox được cơ thể, thải hết tất cả các chất độc trong cơ thể ra và tiếp nhận cái ngày mới thì chị thấy là nó rất là tốt, rất là ok. Chị thời gian này thì chị không dùng, chị dùng thời gian trước cơ. Hôm nay là chị lấy cho bạn chị dùng, tại vì thời gian này chị đang lên cân. Tại vì chị khi mà chị đã giảm cân được như mong muốn rồi, xuống đến cái mức cân mà chị cần rồi thì chị sẽ lên cân lại. Răng chị có bóc xứ không? Có, Mai Hương ạ. Thật sự mà nói chị đẹp quá trời luôn. Cảm ơn em. Đầu tóc bù xù, ở chị thích vậy đấy. Ghen mà. Nhìn Trang Hiền hay cười thế, không thấy vẻ mặt tức giận bao giờ nhỉ. Lúc nào cũng tươi xinh. Tại vì lúc tức giận là Trang chỉ có ngồi trong xe thôi, nên là tài xế đó biết, không ai biết cả. Chị ơi làm sao có body giống chị? Khả Hân ơi, em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu cân? Hiện tại là cân nặng của em là bao nhiêu? Chiều cao của em là bao nhiêu? Em đang bị thiếu cân hay là bị thừa cân? Nói cho chị biết rồi chị sẽ nói chia sẻ cho. Em mê body chị lắm luôn. Anh đang ghen mà. Chết rồi, bật cái nhạc ghen này đi, nó xóa clip của tôi. Bật cái nhạc ghen này lát nữa nó xóa clip của tôi. Cái nhạc ghen này là tên là Dân Thành Công đó. Thôi nhắc chi người ta không nhớ được bà nội ơi. Người ta không còn nhớ đến anh nữa đâu. Không bị thất tình nữa, mắc cười rất sợ. Quán em có bán chim to dần không? Ai em chỉ có tim chim teo dần thôi, không có to dần. Em đã uống thuốc này rồi, chỉ muốn uống nước thôi, không ăn nổi mà da vẫn đẹp. Thúy An là bạn fan của chị ở ngoài Bắc. Vậy là Thúy An đã uống qua thuốc này rồi. Thúy An ơi, trong lúc em uống thuốc này thì lúc đó là em bao nhiêu cân và em uống trong thời gian bao nhiêu lâu, em giảm được bao nhiêu cân? Nói cho chị và các bạn biết đi. Có người yêu chưa? Chưa, không yêu. Không yêu ai nữa. Sẽ ở một mình. Không yêu ai nữa. Bạn đẹp quá hà. Chị có thể yêu em được không? Hỏi chị có người yêu chưa? Chị có thể yêu em được không? À thế sợ hôm nay chị mới nói là chị không yêu ai nữa rồi. Không yêu. Chị Trang làm sao để sinh vậy? Em là người Hải Phòng. Chị đang giải quyết vấn đề béo mập trước, để tí nữa chị giải quyết vấn đề sinh xấu sau nhá. Dạ. Duyên ơi, giá của một hộp sản phẩm đấy là bao nhiêu tiền? Chị quên không hỏi Duyên mất rồi. Các bạn hỏi giá có bao nhiêu tiền này. Duyên, comment ở bên dưới cho chị đi Duyên. Đang bán thuốc. Công ơi. Chào sếp. Gọi công ơi chị ơi. Công, xuống tiếp khách rồi em. Ủa sao sếp lại đi qua đây cái này á? Anh ơi, anh đợi em một tí đi nhá. Em chém gió tí. Các bạn đi xem Lời Người Gia Tộc chưa? Sếp ra kiểm tra rồi. Các bạn đã đi coi Lời Người Gia Tộc chưa?
Duyên ơi, Duyên có đang ở đây không? Duyên trả lời cho các bạn hộ chị là hộp thuốc này giá bao nhiêu tiền đi. Tại vì lần trước là Duyên tặng cho chị dùng nên chị không nhớ. Giá cả thế nào kìa, mọi người hỏi kìa. Thức giảm cân gì về chị ra. Anh không uống rượu đâu. Anh đợi chị tí, chị đi giải quyết. Hả hả, cái gì? Sâm khỏe có để làm gì đâu mà uống nước sâm. Khỏe chỉ đi đánh tennis thôi. Thuốc giảm cân gì vậy chị Trang ơi? Đây là thuốc giảm cân Nema Fitness. Hải nhập từ bên Thái Lan của bạn Duyên, đã bán 4 năm rồi, mới đưa chị dùng thử thời gian trước. Còn hôm nay thì chị mang ra đây để cho em chị dùng thử xem là như thế nào. Nhưng mà nó rất là tốt, thực sự rất là hiệu quả với chị, nên là chị mới giới thiệu với em. Có cái thành phần để stop đấy em. Tác dụng là giảm cân được, nhưng mà vẫn giảm cân được, thế nhưng mà vẫn đẹp da, không bị nổi mụn như các thuốc giảm cân khác em nhá. Như bạn Thùy An vừa chia sẻ xong là có uống rồi đấy, nhưng khi mà uống xong thì không còn có cảm giác muốn ăn nhiều, không còn cảm giác có thèm ăn linh tinh nữa, không ăn vặt nữa. Tại vì là ăn nhiều mà ăn mấy bạn linh tinh là cái nguyên nhân làm cho mình béo phì và tăng cân một cách không kiểm soát được. Thì cái thuốc này nó làm cho mình cảm thấy không muốn ăn nhiều nữa, nhưng không mệt và không mất nước. Uống nước nhiều, cũng cảm giác là uống mất nhiều, không mất nước gì. Thì dùng thì rất là an toàn. Chị không nhớ, tại vì chị không bán nên là chị không biết là giá là bao nhiêu tiền. Thì lát nữa bảo Duyên, inbox cho bạn Duyên đi. Inbox cho bạn Duyên đi thì biết bao nhiêu tiền nhé. An Nhiên hay Yên Khê? Em xem phim của chị hay lắm, em xem với người yêu hay lắm. Cảm ơn em. Tôi có người yêu nè. Nghe nè. Phải quấn quán, qua quán đi. Đâu có gì đâu, qua đi. Qua đây là đi. Giá đẹp chị ơi, em có loại thuốc nào màu đẹp như chị không? Thì nếu như mà muốn làm đẹp thì em cứ giải quyết vấn đề cân nặng của mình trước đi, xong rồi cái mặt mũi là tính sau, mình cứ làm được mà. Lông mày đẹp thế tự nhiên hay phun xăm? Lông mày của chị là lông mày tự nhiên, không phun xăm gì cả, chỉ vẽ cái chân mày thôi, còn bên cái đầu chân đầu mà đầu lông mày là có rồi, chỉ cần vẽ một tí chỗ đuôi chân mày thôi là được. Em chụp phim để em ngắm. Cảnh trong phim đó là thật thật chị. Chị ơi, chị Thu Anh ơi, lông mày của em là lông mày tự nhiên, không phun không xăm chị ạ. Facebook của bạn đó tên là Tạ Thị Ngọc Duyên, đúng không? Của bạn đó tên là Tạ Thị Ngọc Duyên. Đây, đợi chị một tí để chị nhắn tin cho Duyên hỏi luôn là bao nhiêu tiền. Quên mất không hỏi. Người ta không đi chơi, ta không uống rượu đâu. Nghỉ đi. Không phải hóng hớt. Chị rất đẹp, sao chị lại thích đóng vai phản diện? Chị thích để cho người ta ghét vậy đó. Tại vì khi mà mình đóng vai phản diện, vai chính diện mình được yêu quen mà, đúng không? Đến khi mình đóng vai phản diện thì bị người ta ghét, thì càng bị ghét thì là càng thành công. Mà vậy nên là chị rất là thích đóng vai phản diện.
Ok. Nói chung em đi Cà Mau đi. Anh lại ủa quản lý mày làm cái này cho mày bỏ đi Cà Mau rồi ai coi chị Trang coi. Trang này khác gì nhân viên chạy bàn đâu. Bây giờ đến đi nha. Bây giờ đến đi nha. Anh ơi, cho em 5 phút. Đã hơn 11 phút được. Tức là chỉ được một ra. Bây giờ là bạn cho cái tiếng còn anh Hoàng, Hoàng là chủ quán. Bạn anh gọi đợi anh Hoàng chủ quán về. Có xin đi đâu vậy? Xin đi nghe ở trên lầu anh. Còn 5-6 lầu bên trên nữa mà anh bấm thang máy anh đi lên. Rồi. Anh kiếm anh kiếm người ngồi hết 6 cái lầu cho em đi. Thế nào anh? Dạ dạ dạ. Bây giờ chị chả thấy Duyên đâu cả. Chắc là Duyên nó có việc gì hay là đi ngủ phòng nữa rồi thì chị không biết. Thế nhưng mà lát nữa chị sẽ bảo Duyên comment cái giá tiền ở dưới này để cho các bạn vào hỏi Duyên trực tiếp và Duyên sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Còn chị thì chỉ biết nói là chị đã dùng rồi và đã giảm cân rồi. Hôm nay chị mua để cho em gái của chị dùng. Giới thiệu cho các bạn với cả chị của chị là chị Lan Anh đang coi clip này, đang hỏi chị bí quyết là giảm cân như thế nào, chỗ nào an toàn và tin cậy. Tại vì là bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều nơi bán thuốc giảm cân, nhưng mà an toàn và tin cậy thì không phải là chỗ nào cũng có. Thế nên là chị giúp các bạn giới thiệu cho các bạn sản phẩm giảm cân an toàn, tin tưởng và hiệu quả nữa dành cho các bạn thuốc lâu rồi mà giảm cân được đấy nhá. Hay là và những bạn mà lần thuốc lần đầu thì lại giảm càng nhanh hơn. Ok, chạy qua chở cho anh á. Chở đi đâu? Sừng tố gần đây này. Gần đây ok I'm fine. Thấy em là chị Trang tâm lý của chị thế nào khi có một người con trai đến làm quen với chị? Thì cũng bình thường thôi. Chứ cũng hơi xấu hổ đấy. Em muốn tăng cân không muốn giảm. Ăn nhiều lương gì đâu. Ra kiểm tra cái gì ấy? Anh ăn gì chưa? Ăn à, anh ăn ở đâu? Ăn uống ở đâu? Sau bắt đầu đến 2 ngày đến cộng 7 ngày bắt đầu chán. Chưa rửa cái cửa biết ngay. Xin lỗi anh. Chị ơi, mua thuốc đó ở đâu vậy? Giá bao nhiêu khổ thân chị em và anh. Em sợ cái bạn sẽ tắt ở trên caption nên nhắn tin hỏi chị hỏi nhanh thật chưa. Đây đợi chị nửa phút nhá. Chị gọi điện thoại chị báo liền. Hỏi vẫn Duyên cho bao nhiêu tiền một thùng. Uống thuốc này không có ngủ một tí nào cả. Ai hút bóng vậy trời. Đây cho mọi người coi. Chả hiểu sao chị tắt vào trong Facebook để cho mà hả giới thiệu với các bạn thì hả lại đi đâu mất tiêu, gọi mãi không bao nhiêu tiền vậy chị. Đây đợi chị tí để chị hỏi cho.
hỏi cho chị đi. Dạ. Đây, chào chị Bạch Tuyết. Áo khoác của chị đâu rồi? Em đấy. Không. Đấy rồi. Làm gì đúng đây. Em chắc không kết bạn làm sao mà gọi được. Mà nhắn tin cho chị. Sợ là không trả lời gì. Chữ livestream thì chữ nào cũng bị ngược nhá. Một viên giải quyết hỏi một hộp chứ không phải một viên đâu. Đợi tí. Đúng rồi. Nó ăn hết thì không xấu, không cần phải mang hành ngò rồi ăn hết rồi à. Rồi đợi tí, đợi tí. Bán bao nhiêu tiền vậy Trang? Không phải là đừng ao. Đợi Trang ơi, em có mày. Anh có gọi gì ăn không đúng không? Không. Không đúng không? Hai anh đi ăn đồ Nhật, bây giờ đi qua
nhà hàng Hà Nội. Quan tâm em. Chứ nhà hàng người ta có 1 tỷ cái nhà hàng đẹp, sao người nhà hàng này? Dạ. Anh ạ, mấy món đấy hả anh? Món bắp thôi ạ, bắp thôi ạ. Em mai anh ăn cơm chưa đi? À, anh lại đi đâu khách? Anh ơi, phải nói địa chỉ bữa nay 107 lên thì đi. Anh bảo là ngày mai rảnh hơn còn gì? Các bạn kể cho người ta chia tay. Chia tay đi. Bận quá trời bận. Tối mai à? Tối mai là ok. Nhưng mà tối, nhưng mà tối em không có cơm. Anh đi ăn chỗ khác. Tim rửa mặt. Anh này, anh, chị ơi, Văn Thành Công ngồi sau lưng chị hả? Chị. Đúng rồi đấy em, Văn Thành Công ngồi hút cái gì đó. Chị nghe mình cũng ở đâu nè. Chị hút hết ly này xong chị về. Yên Khê hả? Yên Khê xuất hiện hả? Mừng quá. Em đi coi Lời Nguyền Gia Tộc rồi có hay không em? Coi hay hay không hả Đặng Cẩm Hồng? Chị Trang ơi, nói cho các bạn biết là cái lọ đề ma giảm cân giá bao nhiêu tiền đi Trang? Chị quen mất, chị không hỏi Duyên này là chị không biết bao nhiêu tiền. Trang ơi, Trang à. Không nhanh thì chị đi đây này. Chị ơi, chị đã chín xong chưa? Chị sốt ruột quá rồi hả? Chị đi tiếp khách đây. Chị đi bán cơm đây. Chị bán cơm. Chị bán cơm bẩn đúng không? Cơm bẩn đúng không? Chị đi bán cơm đây. Chị ơi, bạn cho mình bao nhiêu nhỉ? Văn Thành Công lần sau mà nãy giờ làm gì không biết, nhưng mà bận lắm không nói được. Này chị Duyên trả lời này, nhắn như ngoài sản phẩm bao nhiêu tiền thôi? Sản phẩm nào? Em vừa coi Lời Nguyền Gia Tộc hồi sáng, em mê quá luôn nè. Đó. Đi mê thì đi coi lần nữa đi em. Lần trước đi coi, rủ cả nhà đi coi. Bao nhiêu tiền em? Đây, xin trả lời rồi. Em ơi, nhanh chưa nha? Đây đám, tôi đám cao kêu bà em là. Sản phẩm mất. Này, mang nốt cái lẩu qua đấy ăn. Bao tiền, bao tiền? Ok, chờ chị một tí, chờ chị một tí, tí mới kẹo. Chị không mua, em gửi cho chị Dũng chị có biết là bao tiền đâu. Mất tập trung quá. Bao tiền ở trên. Cầm lên như lúc nãy đi cho đẹp. Cầm lên như lúc nãy đi cho đẹp. Lười. Em là chim thì liên quan gì em vụ chuyện anh họp hay không họp? Ủa, ngồi họp thì họp đi, vào coi. Hóng hớt. Cầm Dũng. Lộn. Không phải mang chim họp. Chị
có người yêu chưa? Chị không yêu ai cả, không bao giờ có người yêu luôn. Thực ra là người yêu không yêu chị, không ai yêu chị hết. Thôi nhá, không trả lời thì thôi nhá, chị đi đây nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ. À đây, Xem vừa nhắn cho chị là 850.000 một hộp sử dụng trong 14 ngày, giảm được từ 4 cho đến 8 cân. Cả nhà nhớ chưa? 850.000 850.000 sử dụng trong 14 ngày, giảm từ 4 đến 8 cân. Có rất là nhiều loại giá với nhau, nhiều loại giá khác nhau để phù hợp với từng cái sản phẩm mà các bạn muốn muốn dùng. Tại vì giống như lúc nãy tôi nói đấy, là có những người thì uống rất là nhiều loại thuốc rồi nhưng mà vẫn không giảm cân được, hoặc là những người chưa uống bao giờ thì có những sẽ có những loại thích hợp để phù hợp với cả cơ địa của các bạn. Thì các bạn uống thử xem như thế nào, nếu như mà không có tác dụng thì mình sẽ đổi sang cái khác. Nhưng mà bình thường thì là thuốc ở bên kia thì sẽ tác dụng ngay trong lần đầu tiên, thế nên là các bạn không phải lo. Còn nếu như mà muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm như thế nào thì liên hệ trực tiếp với cả Duyên, là người mà Trang vừa mới start ở trên cái caption của Trang, tên là Tạ Thị Ngọc Duyên, thì sẽ biết được thông tin về sản phẩm và giá cả như thế nào, thì bạn Duyên sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người, còn Trang không bán hàng nhé. Bây giờ bye bye, chúc mọi người ngủ ngon, em đi bán cơm đây. À mọi người nhớ đến 107 Lê Thị Riêng để ăn cơm trưa nhá. Bye bye. Mọi người tắt đi má.